Thanh Trang cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi Đời sinh viên thời ly loạn do Thanh Trang và Trí Tôn thực hiện. Đôi mắt biết sầu lên vương khung nhớ, tóc trầm hương rũ mộng chảy thiên thu. Năm ngón mút trải dài miền ký ức, rũ tóc hương tiếc núi cả hồn ta. Mộng ngàn hoa rực lửa những chiều xưa, thương chiếc lá tương tư ngày đã mất. Thưa ông, được biết trước năm 1975, ông đã từng là một cựu sinh viên thời Việt Nam Cộng Hòa. Xin ông tự giới thiệu và cho biết sơ qua những cột mốc chính và những sự cố chính xảy ra trong đời sinh viên thời ly loạn. Chào cô Thanh Trang. Rất hân hạnh được cô phỏng vấn hôm nay về những điều đáng ghi ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau khi mà học xong trung học thì tôi vô học ở trường Luật Khoa Sài Gòn, và sau khi tốt nghiệp Luật Khoa, tôi đã chuyển sang trường Quốc gia Hành Chánh. Cái thời gian mà chinh chiến, như là theo câu hỏi đó, những cái sự việc chính yếu của cái thời gian đó như thế này. Vào năm 1954 thì cụ Ngô Đình Diệm về nước chấp chánh. Tôi nhớ là hồi đó là cụ Diệm làm thủ tướng. Được một thời gian sau thì cụ Diệm sau cuộc bầu cử trở thành Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa, đệ nhất Cộng Hòa. Sau chắc các cái thời kỳ đó thì chính phủ của Thủ tướng và sau đó là Tổng thống Ngô Đình Diệm có những cái chương trình để cải cách về vấn đề kinh tế, vấn đề xã hội, vấn đề giáo dục và nhất là vấn đề an ninh trên toàn cõi và miền Nam Việt Nam. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã có một chính sách về ấp chiến lược để đối phó với Cộng sản lúc đó đã bắt đầu manh nha ở miền Nam Việt Nam. Thì đến năm 1963 thì sau những cái cuộc chính biến vì những cái sự phá hoại của Cộng sản ở miền Nam và nhất là vì những cái vấn đề biểu tình của Phật giáo và của những cái lực lượng chống đối với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thì có cuộc chính biến thứ nhất là năm 1961, nhưng mà cuộc đảo chánh đã bất thành, và đến năm 1963 thì có cuộc đảo chánh toàn diện và to lớn hơn. Thì lần này cụ Tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn là Ngô Đình Nhu bị sát hại. Đó là cái điểm chấm dứt của chế độ đệ nhất Cộng Hòa. Sau khi năm 1963 đánh dấu cái sự ra đời của chính phủ quân nhân, và có chính phủ quân nhân thì gồm một các tướng lãnh, và sau khi các tướng lãnh và nắm chính phủ vào năm 1963 thì chúng ta thấy là có những cái điểm mà nêu nổi bật rõ là cái thời kỳ đó là thời kỳ rất về chiến tranh đã lan rộng lên khắp mọi miền đất nước. Hoa Kỳ đã cử cố vấn sang Việt Nam, và sau đó vì chiến tranh mở rộng, Cộng sản Bắc Việt đã xua quân vào miền Nam, và ấy chiến tranh quy mô rộng lớn cộng với cái sự hỗ trợ tại miền Nam của Việt Cộng, tức là mặt trận giải phóng miền Nam. Thành ra Hoa Kỳ đã ồ ạt đổ quân vào miền Nam Việt Nam. Chiến tranh rất là lâu dài, và trong những cái thời kỳ đó thì có rất nhiều những cái biến cố đã xảy ra, tình hình của Nam Việt Nam rất là rối loạn, và có những cuộc chỉnh lý
và cũng như đảo tránh sau những cái lần đảo tránh năm 1963. Những cái cuộc chỉnh lý đó khiến cho tình hình, chứng tỏ cái tình hình ở miền Nam Việt Nam là có cái sự rối loạn. Và sau này đó lại có thêm những cái vấn đề tấn công quy mô của Cộng sản miền Bắc và của Mặt trận Giải phóng miền Nam, cho nên tình hình ở miền Nam Việt Nam có nhiều nơi rất là mất an ninh. Sau năm 1963 là nền đệ nhị Cộng hòa của các cái chính phủ quân nhân. Và các chính phủ quân nhân thì cũng tiếp tục cái đường lối những cái chính sách trước 1963, tuy nhiên vẫn là dựa trên cái căn bản là một chính phủ miền Nam do dân và vì dân. Đến năm 1972 đi đến một khúc rẽ quan trọng là cái hòa đàm 3D được ký kết. Sau hòa đàm 3D được ký kết thì quân Mỹ, Hoa Kỳ đã rời khỏi Việt Nam và Quốc hội Hoa Kỳ đã phủi tay và cắt viện trợ cho chính phủ Việt Nam Cộng hòa đệ nhị. Và rồi đến năm 1975, cái việc cắt giảm viện trợ quá rõ rệt và chính phủ miền Nam Việt Nam hầu như chỉ có là chiến đấu đơn độc một mình và đưa đến cái kết quả đau thương là ngày 30 tháng 4 năm 1975, Cộng sản Bắc Việt nuốt trọn miền Nam Việt Nam. Sau khi ông tốt nghiệp trường Quốc gia Hành Chánh là một quân nhân cán chính thời Việt Nam Cộng Hòa, vậy thì trong cái thời điểm mà tháng Tư Đen năm 1975, ông đã làm gì, ở đâu và có những gì đáng nhớ nhất đối với ông trong thời gian này thưa ông? Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì tôi đang làm việc tại thủ đô Sài Gòn. Vào thời điểm đó thì rất là lộn xộn, bởi vì chính phủ tạm của Thủ tướng Vũ Văn Mẫu đã yêu cầu Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam, thành rất là nhốn nháo và mọi người chỉ tìm cách để đi ra ngoài Việt Nam, bởi vì biết chắc chắn rằng là lúc đó là coi như là tình thế không thể cứu vãn được. Theo tôi thì sau đó là một quân nhân biệt phái làm tại thủ đô Sài Gòn thì phải đi theo lệnh trình diện để đi cải tạo. Đi cải tạo thì cái đời sống vào lúc đó rất là bất an và không biết là tương lai như thế nào. Những người đi tù cải tạo thì không biết ngày nào được trở về, còn những người ở lại thì thấy tương lai là đen tối. Ngay cả đến khi mà được thăm nuôi thì gia đình ở lại cũng đã chật vật trong cái cuộc sống thường ngày, nay lại càng chật vật hơn vì phải bán những cái đồ đạc trong gia đình của mình để đi tiếp tế cho những người đi cải tạo. Đến đây, Trí Tôn và Thanh Trang xin trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại quý khán thính giả đài SPTN đón xem hồi ký đời sinh viên thời lý luận phần 3 trong những ngày tháng tới.